Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính đáng chú ý. Ngày 17 tháng 9, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký công điện số 97 CDTTG của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Công điện gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, các bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Công thương, Quốc phòng, Công an. Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng ngày 17 tháng 9, áp thấp nhiệt đới đã vượt qua đảo Luzon, Philippines vào vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão, mạnh cấp 7, giật cấp 9. Dự báo áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 20 km/h, hướng về quần đảo Hoàng Sa và có khả năng mạnh lên thành bão trong 24 giờ tới. Bão có thể ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển và đất liền nước ta, gây gió giật mạnh, mưa lớn ở khu vực Trung Trung Bộ và Bắc Trung Bộ trong những ngày tới. Diễn biến của áp thấp nhiệt đới này còn rất phức tạp, dự báo có thể thay đổi cả về cấp độ gió, tốc độ di chuyển và hướng di chuyển. Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, đặc biệt là nguy cơ mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét có thể xảy ra, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo cơ quan dự báo khí tượng thủy văn tiếp tục tổ chức theo dõi chặt chẽ, dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về diễn biến của áp thấp nhiệt đới cho cơ quan chức năng và người dân biết để chủ động triển khai công tác ứng phó theo quy định. Bộ trưởng các bộ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố nêu trên, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức theo dõi, cập nhật thường xuyên, liên tục thông tin diễn biến áp thấp nhiệt đới, bão, mưa lũ để chủ động chỉ đạo triển khai công tác ứng phó phù hợp với diễn biến thiên tai có thể ảnh hưởng đến phạm vi quản lý của ngành, địa phương. Trong đó, tập trung triển khai ngay các biện pháp đảm bảo an toàn cho tàu thuyền, phương tiện và các hoạt động trên biển, ven biển. Rà soát hoàn thiện ứng phó với áp thấp nhiệt đới, bão, ngập lụt, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, tập trung đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân, vận hành khoa học, an toàn hồ đập thủy điện, thủy lợi, chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện, nhất là tại các địa phương dự kiến chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, mưa lũ, địa bàn trọng điểm để sẵn sàng triển khai ứng phó áp thấp nhiệt đới, bão, mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức trực ban 24/7, theo dõi chặt chẽ tình hình, chủ động chỉ đạo, đôn đốc các địa phương triển khai công tác ứng phó phù hợp với diễn biến thiên tai thực tế, kịp thời báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền. Để chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các bộ, ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, tổ chức kiểm đếm, thông báo cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Vùng biển nguy hiểm trong 24 giờ tới, từ vĩ tuyến 15 đến 19 phía đông kinh tuyến 118, vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu. Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, hệ thống đài thông tin duyên hải và các cơ quan thông tin đại chúng từ trung ương đến địa phương tăng cường các biện pháp thông tin về diễn biến của áp thấp nhiệt đới đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào hồi 13 giờ ngày 17 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc, 119 độ Kinh Đông. Trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 820 km về phía đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, khoảng từ 50 đến 60 km/h, giật cấp 9, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 25 km/h. Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, cường độ cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Khu vực Bắc Biển Đông có gió giật cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, từ 89 đến 102 km/h, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao từ 2 đến 4 m, vùng gần tâm bão từ 3 đến 5 m. Tàu thuyền hoạt động trong các khu vực nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Liên quan đến nguy cơ áp thấp nhiệt đới, bão sẽ xuất hiện trên Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Hưởng,
trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định. Áp thấp nhiệt đới có khả năng di chuyển vào Biển Đông và mạnh lên thành bão, sau đó có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Giai đoạn cuối tuần Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung có khả năng mưa to. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đến 13 giờ ngày 17 tháng 9, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km/h, di chuyển vào Biển Đông. Trên vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông cường độ mạnh cấp 7, giật cấp 9, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, phía đông của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 18 tháng 9, tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, mạnh lên thành bão. Cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 350 km về phía Đông Đông Nam, cường độ mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng đi, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km. Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới. Từ sáng ngày 17 tháng 9, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông mạnh. Gió cấp 7, khoảng 50 đến 60 km/h, giật cấp 9, từ 75 đến 88 km/h, biển động. Vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông sóng biển cao từ 2 đến 4 m. Tàu thuyền hoạt động trong các khu vực nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Để chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các bộ, ngành, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, tổ chức kiểm đếm, thông báo cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Vùng biển nguy hiểm trong 24 giờ tới, từ vĩ tuyến 15 đến 19, phía đông kinh tuyến 118, vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, hệ thống đài thông tin duyên hải và các cơ quan thông tin đại chúng từ trung ương đến địa phương tăng cường các biện pháp thông tin về diễn biến của áp thấp nhiệt đới đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó. Dự báo áp thấp nhiệt đới di chuyển vào Biển Đông, mạnh lên thành cơn bão số 4 trong đêm nay với hướng di chuyển thay đổi liên tục từ Tây sang Tây Tây Nam, rồi lại hướng Tây và Tây Tây Bắc. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến 7 giờ sáng ngày 17 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên đất liền đảo Lu Đông, Philippines, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, từ 50 đến 61 km/h, giật cấp 9, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây khoảng 15 đến 20 km/h. Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới trong 24 đến 48 giờ tới. Vào 7 giờ ngày 18 tháng 9, hướng đi vào tốc độ bão, hướng Tây Tây Nam khoảng 25 km/h, di chuyển vào Biển Đông, mạnh lên thành bão. Vị trí 16,5 độ Vĩ Bắc, 115,0 độ Kinh Đông. Trên biển khu vực phía Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 270 km về phía Đông. Cường độ cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm từ 15 đến 19 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 113,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp độ 3, khu vực Bắc Biển Đông. Đến 7 giờ ngày 19 tháng 9, hướng đi vào tốc độ bão, hướng Tây 15-20 km/h, vị trí 15,5 độ Vĩ Bắc, 111,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây của quần đảo Hoàng Sa, cường độ cấp 9, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm 15-19 độ Vĩ Bắc, 109,5-117,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro cấp độ 3, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm khu vực quần đảo Hoàng Sa. Trong vòng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 km. Gió tác động của vùng bão, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, 89 đến 102 km/h, biển động mạnh. Vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao 2 đến 4 m. Từ chiều ngày 17 tháng 9 tăng lên 3 đến 5 m. Tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Chiều ngày 16 tháng 9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có công điện đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận và các bộ ngành liên quan chủ động ứng phó đối với áp thấp nhiệt đới Biển Đông và có thể mạnh lên thành bão. Đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ các diễn biến của áp thấp nhiệt đới, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, tổ chức kiểm đếm, thông báo cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu,
thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng đi và diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Các bộ ngành địa phương sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu, đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về bộ qua Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.